Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Thúy Ngân đề nghị chuyện gì mà Song Luân phải bật chế độ xa lánh vậy nè? Trong một clip hậu trường Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2, Thúy Ngân và Song Luân bất ngờ khiến netizen muốn cười té ghế. Trong khi Song Luân đang đọc kịch bản, tiểu muội Thúy Ngân đã đề nghị một chuyện rất tế nhị. Nữ diễn viên hài hước nói: "Xuyên à, Xuyên có thể giúp muội một việc không hả?" Đáp lại, Song Luân hỏi có chuyện gì thì Hoa Sân mồi nói: "Xuyên huynh có thể giúp muội gãi không hả?" Câu nói khiến Song Luân bật chế độ xa lánh liền và bảo Thúy Ngân đi vào trong mà gãi. Song Luân và Thúy Ngân là cặp đôi ăn ý của màn ảnh Việt. Trong Gạo Nếp Gạo Tẻ 2, Thúy Ngân vào vai một cô gái mạnh mẽ, còn Song Luân thì là công tử yếu đuối. Nhưng rồi cả hai hóa kiếp trở thành chị em trong cây táo nở hoa.